Chào mừng các em học sinh khối 8 đến với bộ môn giáo dục công dân. Các em thân mến, cách thức học tập online như sau. Các em chỉ theo dõi và lắng nghe hết phần bài giảng. Đến cuối bài giảng, giáo viên sẽ yêu cầu các em chép phần nội dung bài học vào vở. Đầu tiên, các em chuẩn bị trước mặt gồm sách giáo khoa, vở ghi bài và bút. Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu bài 17 của tuần 6, bài nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Một la mã đặt vấn đề. Các em đọc sách giáo khoa trang 47. Chúng ta cùng tìm hiểu ở tình huống. Trên đường đến trường, Lan thấy một người đang đốt rừng làm rẫy. Đến lớp, Lan kể cho các bạn nghe. Có bạn đã trách Lan thiếu tinh thần trách nhiệm, không biết bảo vệ rừng, tài sản quý của nhà nước. Nhưng Lan nghĩ, đấy là trách nhiệm của những người được giao quản lý tài sản và các cấp chính quyền. Chỉ các cán bộ kiểm lâm hoặc ủy ban nhân dân mới có quyền can thiệp và xử lý những việc đó. Hỏi, em hãy cho biết ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai, vì sao? Nếu em ở trường hợp của Lan, em sẽ làm gì? Thì ở tình huống này chúng ta thấy là Lan vừa có cái đúng vừa có cái sai. Đúng ở chỗ đó, Lan nói được rừng là tài sản của nhà nước và được giao cho kiểm lâm, ủy ban nhân dân địa phương quản lý. Các cơ quan này có trách nhiệm phải xử lý. Và cái sai của bạn ở chỗ là bạn đã thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng. Vậy nếu các em là Lan thì em sẽ làm gì? Em sẽ phải báo với cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý và can thiệp. Qua tình huống trên thì chúng ta rút ra được kết luận gì? Mọi công dân đều phải có trách nhiệm tôn trọng và bảo vệ đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Vậy, để hiểu rõ hơn về khái niệm tài sản nhà nước là gì và lợi ích công cộng là gì, cô và các em cùng nhau tìm hiểu ở phần 2 la mã nội dung bài học. Một nhỏ, thế nào là tài sản nhà nước và lợi ích công cộng? Trước tiên, các em có thể kể cho cô nghe một số tài sản nhà nước mà các em biết. Đáp án của cô, tài sản nhà nước là đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên thiên nhiên, nhà văn hóa, khu du lịch. Đây là một số hình ảnh cho các em thấy tài sản nhà nước bao gồm có đất đai, vùng trời. Rừng núi, nguồn nước, sông hồ, khu du lịch. Vậy, tài sản nhà nước thuộc quyền sở hữu của ai? Thuộc quyền sở hữu của toàn dân. Vậy thì khai thác nguồn lợi từ các tài sản đó phục vụ cho nhân dân thì được gọi là gì? Được gọi là lợi ích công cộng. Vậy các em có thể kể tên những lợi ích công cộng mà các em biết. Đó là đường xá, cầu cống, bệnh viện, trường học, công viên, vốn và tài sản do nhà nước đầu tư. Và sau đây là hình ảnh một số lợi ích công cộng mà các em biết. Hình ảnh thứ nhất là đường xá, hình thứ hai là cầu Mỹ Thuận. Bệnh viện, trường học, công viên, phà Cao Lãnh. Vừa rồi cô đã cho các em xem một số ví dụ để nắm rõ hơn thế nào là tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào phần khái niệm. Tài sản nhà nước là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý, điều 53 Hiến pháp 2013. Lợi ích công cộng là những phúc lợi, những điều cần thiết có ích cho mọi người, cho xã hội như các công trình công cộng, công trình phúc lợi, cầu đường, nhà văn hóa, ba chấm. Ở đây cô nói thêm một chút về hiến pháp cho các em nắm. Thì hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam và tài sản nhà nước cũng được hiến pháp quy định qua điều 53. Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do nhà nước đầu tư, quản lý
là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Vậy, tài sản nhà nước có tầm quan trọng như thế nào? Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu phần 2 La Mã nội dung bài học. Hai nhỏ, ý nghĩa. Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng là cơ sở vật chất của xã hội để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tình huống để tìm hiểu rõ hơn về nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước. Ông Tám được giao phụ trách máy photocopy của cơ quan. Ông giữ gìn cẩn thận, thường xuyên lau chùi bảo quản và không cho ai sử dụng. Ngoài những việc của cơ quan, ông thường nhận tài liệu bên ngoài photo để có thêm thu nhập. Vào mùa thi, ông nhận in tài liệu thu nhỏ để thí sinh dễ mang vào phòng thi. Hỏi, việc làm của ông Tám đúng ở điểm nào, sai ở điểm nào, vì sao? Câu số 2. Người quản lý tài sản nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm gì đối với tài sản được giao? Ở đây thì chúng ta thấy là việc làm của ông Tám đúng ở chỗ là ông đã giữ gìn cẩn thận, thường xuyên lau chùi bảo quản tài sản của nhà nước. Nhưng cái sai của ông ở chỗ là ông không cho ai sử dụng và ông nhận tài liệu bên ngoài để tăng thêm thu nhập riêng cho mình. Việc mà ông minh tài liệu nhỏ để cho thí sinh gian lận, đó là cái sai. Vậy thì người nhận được trách nhiệm bảo quản tài sản nhà nước là không được làm hư hao, thất thoát hay tự ý sử dụng cho mục đích cá nhân. Vậy công dân có nghĩa vụ như thế nào trong việc tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng? Nghĩa vụ của công dân là tôn trọng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng được quy định ở Điều 78 Hiến pháp 92. Không được xâm phạm, lấn chiếm, phá hoại hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân, tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Những người được nhà nước giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phải bảo quản, giữ gìn, tiết kiệm, sử dụng đúng mục đích, không tham ô, lãng phí. Hiến pháp năm 1992, Điều 78, công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng. Vậy thì những tiêu cực hiện nay trong vấn đề tôn trọng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng là gì? Thứ nhất là không tiết kiệm, gây lãng phí. Thứ hai nữa là tham ô, tham nhũng. Thứ ba nữa là phá hoại tài sản thiên nhiên. Thứ tư là dùng vốn và tài sản nhà nước đem lại lợi ích cho cá nhân. Đó là những tiêu cực hiện nay. Vậy học sinh chúng ta có nghĩa vụ như thế nào? Sau đây là bài trắc nghiệm, các em hãy chọn câu đúng. Câu số 1. Điện nước của nhà trường thì không cần tiết kiệm là đúng hay sai? Sai. Câu số 2. Vứt rác sang lớp khác xuống sân trường là vi phạm. Hành động này là đúng hay sai? Sai. Câu số 3. Tham gia tốt hoạt động bảo vệ môi trường. Cái này là đúng. Đi tham quan phải biết bảo vệ di sản văn hóa. Đúng. Giúp đỡ các chú kiểm lâm bảo vệ rừng. Đúng. Nói với thầy cô về hành vi viết vẽ bậy lên bàn ghế. Đúng. Sau đây là một số hình ảnh tài sản nhà nước và lợi ích công cộng bị xâm hại. Hình ảnh này cho chúng ta thấy là sân cỏ ở sân vận động Mỹ Đình cũng giống như là đường hầm. Chúng ta thấy được sự xuống cấp trầm trọng của sân vận động Mỹ Đình. Hình ảnh kế tiếp. Bây giờ là 10 giờ sáng mà đèn đường vẫn còn sáng. Đây là hành vi không biết tôn trọng tài sản nhà nước. Hình ảnh lâm tặc chặt phá rừng bừa bãi. Và đây là hình ảnh các di tích lịch sử bị vẽ bậy. Cô giới thiệu thêm cho các em biết về Bộ Luật Hình sự năm 1999 tại Điều 144. Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước. 1. Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý tài sản của nhà nước vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí
gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Vậy, nhà nước quản lý tài sản và lợi ích công cộng như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn ở phần 2 La Mã nội dung bài học 4 nhỏ, trách nhiệm của nhà nước, ban hành và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, tuyên truyền, giáo dục và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Học sinh chúng ta cần có trách nhiệm gì trong việc tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng? Thứ nhất là học sinh chúng ta cần phải giữ gìn vệ sinh môi trường. Thứ hai, tiết kiệm trong sử dụng điện nước. Thứ ba, bảo vệ tài sản lớp, trường. Thứ tư, có lối sống giản dị. Thứ năm, phê phán hành vi xâm phạm tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Thứ sáu, tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện theo quy định của pháp luật. Để hiểu rõ hơn về trách nhiệm của học sinh, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu ở tình huống sau. Giờ ra chơi, các bạn nam lớp 8B rủ nhau đá banh trong sân trường, đang hăng say, Hùng sút mạnh, quả banh bay chệch về phía lớp học làm vỡ cửa kính. Thấy thế, cả đám liền bỏ chạy, hỏi: em hãy nêu ý kiến của mình về việc làm của các bạn nam trong lớp 8B. Đáp án của cô: Hùng và các bạn nam lớp 8 không biết bảo vệ tài sản của trường, không nhận sai lầm để đền bù cho nhà trường mà bỏ chạy. Chúng ta cũng đã cùng nhau giải quyết một số tình huống, qua đó các em đã nắm được mọi công dân, học sinh đều phải có nghĩa vụ và trách nhiệm đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Vậy thì tại sao? Tại vì tài sản nhà nước và lợi ích công cộng là cơ sở vật chất của xã hội để phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ, thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, quyết tâm xây dựng xã hội mới, văn minh và tiến bộ. Các em lấy tập vở ra ghi bài. Bài 17, nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Các em ghi hết phần này vào tập giùm cô.
Chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt.